thức khuya nha bà con. Ai còn biết thức khuya là nó tàn phá cho sức khỏe của mình, nó nguy hại sức khỏe mình vô cùng. Cho nên là chúng ta đừng có thức khuya, bởi vì nó là thức khuya thì nó có những cái chứng bệnh thế này. Khi thức khuya nó nguy hại cho sức khỏe, thức khuya nó rất là nguy hại cho sức khỏe bà con à. Bởi vì thức khuya mà nó sẽ bị bệnh tim, bị gan, suy kiệt viêm gan, viêm nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan, rồi nhiều quá hả bà con. Và xuống sắc, bị mụn, lão hóa nhanh, trầm cảm, tâm lý u sầu, rối loạn lo. Rồi cho nên đừng thức khuya nha bà con. Thức khuya là 11, 12 giờ đêm á, chứ trước 10 giờ cũng được được. Đau dạ dày, tiêu hóa, hại cho mắt, sưng mặt, bầm tím mắt, sưng mắt, nặng thêm cho bệnh tiểu đường, mệt mỏi, đau đầu. Suy giảm trí nhớ, hệ miễn dịch, rối loạn nội tiết tố, nữ thì rối loạn kinh nguyệt, u sơ tử cung. Ngủ tốt nhất là 21 đến 23 giờ, là 9 giờ đến 11 giờ đêm, thức dậy 5 đến 6 giờ sáng, vậy là quá tốt cho sức khỏe. Rồi ta vận động cơ thể của mình, làm nấm của mình, rồi mới làm gì làm. Ta đi tới đi lui đi lùi đi tới, ai đã từng đi tới đi lui đi tới đi lui đi lùi đi tới. Đó nha bà con, thuốc khuyên tàn phá sức khỏe lắm nha bà con. Đó, mà ta ngủ tốt nhất là từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, tức là 21 giờ đến 23 giờ, thức dậy từ 5 đến 6 giờ sáng là tốt, tốt. Mong bà con chúng ta thực hiện để tốt cho sức khỏe của mình. Khi nghe được chúng tôi nói, xin cảm ơn. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao truyền xin chào.